Thuật ngữ vô ngã, nghĩa đen là không tôi, xuất phát từ Phật giáo và các triết học phương Đông. Nó thường được sử dụng để chỉ đến trạng thái tinh thần hoặc trạng thái nhận thức mà cá nhân không còn nhận thức mình là một thực thể riêng biệt, mà thay vào đó, cá nhân cảm thấy liên kết và hòa nhập với môi trường xung quanh mình. Việc đạt được trạng thái vô ngã thường liên quan đến việc loại bỏ hoặc giảm bớt sự gắn kết với bản thân, với ý định làm cho tâm trí trở nên thanh tĩnh và tự do hơn. Trong Phật giáo, vô ngã thường được xem là một trong những mục tiêu quan trọng trong việc đạt được giải thoát khỏi vòng luẩn quẩn của sự khổ đau và sự tái sinh. Một số phương pháp như thiền định và tu tập tinh thần có thể được sử dụng để đạt được trạng thái vô ngã. Trong các nền văn hóa phương Đông, việc đào tạo tâm trí thông qua các phương pháp như thiền và hành hương thường được coi là các phương tiện hữu ích trong việc đạt đến trạng thái vô ngã. Việc hiểu rõ hơn về khái niệm vô ngã có thể bắt nguồn từ việc tìm hiểu sâu hơn về triết lý Phật giáo và các hệ thống triết học phương Đông khác như đạo đức, nhân quả và Lão Tử. Phật giáo. Trong Phật giáo, ý nghĩa của vô ngã, Anatta trong Pali và Anaman trong Sanskrit nằm ở việc nhận thức rằng không có bản thể, tôi, cố định hay linh hồn vĩnh cửu. Thay vào đó, cái tôi được coi là một tổng hợp tạm thời của các yếu tố không cố định, gọi là năm sự, Pali, Khandak, trong Pali Canon. Khi người tu tập hiểu được sự không cố định của tồn tại cá nhân, họ có thể đạt được trạng thái vô ngã, nơi sự liên kết với bản thân và ý thức cá nhân tan biến, mang lại sự giải thoát khỏi khổ đau và sự tái sinh. Đạo đức. Trong đạo đức, một hệ thống triết lý của Trung Quốc, vô ngã được liên kết với khái niệm Wu Wei, không hành động. Theo triết lý này, vô ngã không chỉ là việc loại bỏ sự gắn kết với bản thân mà còn là việc hành động tự nhiên, không cố gắng và hoàn toàn theo dòng lưu chảy của tự nhiên. Khi con người hoàn toàn kết nối với dòng chảy của vũ trụ mà không có ý định hay phân biệt, họ đạt được trạng thái vô ngã. Lão Tử. Trong triết lý của Lão Tử, vô ngã được liên kết với khái niệm của Wu Wei và Wu Di, không tri thuận. Theo Lão Tử, việc không cố gắng và không phản ứng với cuộc sống theo ý muốn của mình, mà thay vào đó là hòa nhập với tự nhiên, là chìa khóa để đạt được trạng thái vô ngã. Khi con người hòa nhập hoàn toàn với giao, đạo, sự lý tưởng của vô ngã có thể được đạt được. Việc đạt được trạng thái vô ngã không chỉ là một mục tiêu tinh thần quan trọng trong Phật giáo, mà còn được đề cập và khám phá trong nhiều hệ thống triết học và tôn giáo khác nhau trên thế giới, bao gồm Hindu, Đạo giáo và các triết gia phương Tây như Schopenhauer và Nietzsche. Trong Phật giáo, vô ngã thường được mô tả như việc giải thoát khỏi dây buộc của sự khổ đau và sự khắc kỷ, qua việc hiểu biết sâu sắc về tính vô thường và phi nhất thời của mọi thứ. Trong các kinh điển Phật giáo, việc loại bỏ khái niệm về bản thân, anh, ta, được coi là một trong những bước quan trọng nhất trong việc đạt được sự giải thoát. Khi không còn nhận thức về bản thân và khái niệm về một thực thể riêng biệt, tâm trí có thể trở nên thanh tĩnh và tự do, đạt được trạng thái Nirvana. Trong Hindu, ý tưởng về vô ngã cũng được biểu diễn dưới dạng sự hòa nhập với Brahman, tức tinh thần tối cao, khi mọi biên giới cá nhân tan biến và nhận thức bất biến vô hạn. Các triết gia phương Tây như Schopenhauer và Nietzsche cũng đã thảo luận về khái niệm tương tự dưới dạng việc vượt qua ý thức về bản thân và kết nối với thế giới xung quanh một cách hoàn hảo hơn, qua đó đạt được sự tự do và sự thỏa mãn tinh thần. Trong tất cả các trường hợp, việc đạt được trạng thái vô ngã thường đi kèm với các phương pháp tu tập như thiền định, hành hương và sự nhận biết sâu sắc về tự nhiên của sự hiện diện. Đây là quá trình tinh thần mà cá nhân dần dần thoát khỏi sự ràng buộc của khái niệm về bản thân và trải nghiệm một trạng thái tự do và thanh thản cao nhất. Vô ngã, trong bối cảnh Phật giáo và triết học phương Đông, thường được coi là một trạng thái cao cả của nhận thức và tâm trí, mà ở đó cá nhân không chỉ đơn thuần là loại bỏ ý thức về bản thân mà còn thức tỉnh và nhận ra rằng mọi thực thể đều tồn tại theo cách không rời rạc và liên kết với nhau. Trong Phật giáo, việc đạt được trạng thái vô ngã được coi là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của việc tu tập. Điều này thường được hiểu là việc giải thoát khỏi sự mắc kẹt trong chuỗi tái sinh và sự khổ đau của cuộc sống, và thay vào đó, trải nghiệm sự tự do và bình an. Các bậc tu tập thường tiến hành thiền định và tu tập nhằm làm sạch tâm trí khỏi những suy tư và mối gắn kết với bản thân, từ đó đạt được trạng thái thanh tịnh và nhận biết rõ ràng về tất cả mọi vật. Ở một cấp độ triết học, vô ngã cũng có thể được hiểu như việc loại bỏ biên giới giữa người và thế giới xung quanh, và thậm chí giữa ý thức và không gian. Điều này dẫn đến một trạng thái nhận thức mở rộng, trong đó mọi thực thể được coi là một phần của một sự tồn tại toàn diện và không thể tách rời. Ngoài ra,
vô ngã cũng có thể được coi là một hành trình cá nhân của sự tự chấp nhận và sự thấu hiểu sâu sắc về tính chất tạm thời và không cố định của cuộc sống. Thông qua việc loại bỏ bản thân khỏi trung tâm của tâm trí, cá nhân có thể trải nghiệm sự kết nối với mọi thực thể và sự kiện xung quanh một cách tự nhiên và không gắn kết. Điều này có thể dẫn đến sự thấu hiểu sâu sắc hơn về sự thật và sự tự do từ mọi hình thức khổ đau và ràng buộc. Vô ngã không chỉ là việc loại bỏ ý thức về bản thân mà còn là một trạng thái nhận thức cao hơn, trong đó mọi biên giới giữa bản thân và thế giới bên ngoài dường như tan biến, tạo ra một trải nghiệm của sự kết nối và sự thống nhất toàn diện. Đây là một trạng thái tinh thần mà tâm trí không còn bị giới hạn bởi ý thức riêng tư và các dạng biểu hiện của bản thân, mà thay vào đó, nó được mở rộng ra để nhận thức về sự tồn tại rộng lớn hơn. Trong việc đạt đến trạng thái vô ngã, người tu thường phải trải qua một quá trình dài và đầy thử thách của tu tập và tự nghiệm. Các phương pháp như thiền định, hành thiền và nghiên cứu kinh điển có thể được sử dụng để giúp tinh thần trở nên thanh tịnh và tập trung, từ đó dẫn đến sự nhận thức sâu sắc hơn về tự thân và vũ trụ. Trong việc hiểu về vô ngã trong triết học phương Đông, chúng ta thấy rằng nó không chỉ là một mục tiêu cá nhân mà còn là một phần của sự liên kết rộng lớn hơn với mọi thực thể. Nó là sự thức tỉnh đến sự kết nối sâu sắc giữa tất cả mọi vật và làm cho chúng ta nhận ra rằng mỗi hành động của chúng ta đều có ảnh hưởng tới toàn bộ vũ trụ. Trong một xã hội hiện đại, nơi cá nhân thường xem trọng và tìm kiếm sự phát triển cá nhân, ý tưởng về vô ngã có thể đưa ra một cái nhìn khác về giá trị và ý nghĩa của sự tồn tại. Thay vì tập trung vào việc tăng cường bản thân, việc hiểu và kinh nghiệm vô ngã có thể dẫn đến sự nhận biết về sự liên kết và trách nhiệm với mọi vật, khích lệ hành động từ lòng tốt và lòng từ bi. Sử dụng vô ngã là một quá trình tinh thần phức tạp và đòi hỏi sự tu luyện và thực hành liên tục. Dưới đây là một số cách mà người ta có thể áp dụng vô ngã vào cuộc sống hàng ngày. Thiền định. Thiền định là một phương pháp chính để đạt được trạng thái vô ngã. Bằng cách tập trung vào hơi thở, cảm giác cơ thể, hoặc một điểm tập trung nhất định, bạn có thể dần dần giảm bớt ý thức về bản thân và trải nghiệm sự kết nối với môi trường xung quanh. Thực hành nhận thức, mindful, giúp bạn tập trung vào hiện tại một cách không đánh giá xét hoặc phán xét. Bằng cách làm điều này, bạn có thể nhận ra rằng biên giới giữa bạn và thế giới bên ngoài không còn rõ ràng như bạn vẫn tưởng. Tập trung vào hành động thay vì kết quả, thay vì lo lắng về kết quả cuối cùng, hãy tập trung vào quá trình và hành động của bạn trong thời điểm hiện tại. Bằng cách này, bạn có thể trải nghiệm sự kết nối với hành động một cách tự nhiên hơn. Thực hành lòng từ bi. Tâm từ bi là sự đồng cảm và tình yêu thương không điều kiện đối với mọi sinh linh. Bằng cách thực hành lòng từ bi, bạn có thể làm giảm sự chú ý đến bản thân và tăng cường cảm giác kết nối với mọi người xung quanh. Tham gia vào hoạt động sáng tạo. Sáng tạo có thể giúp bạn quên đi ý thức về bản thân và hòa mình vào quá trình sáng tạo. Việc này có thể là việc vẽ tranh, viết lách, âm nhạc, hoặc bất kỳ hoạt động nghệ thuật nào mà bạn thích. Tìm kiếm sự thấu hiểu và hiểu biết. Thực hành việc hiểu biết và sự thấu hiểu về mọi thứ xung quanh có thể giúp bạn mở rộng ý thức và giảm bớt sự chú ý đến bản thân. Vô ngã, mặc dù là một khái niệm tinh thần phức tạp, nhưng có thể mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho đời sống của mỗi người. Dưới đây là một số cách mà việc thực hành vô ngã có thể giúp cải thiện đời sống. Giảm căng thẳng và lo lắng, thực hành vô ngã giúp chúng ta tập trung vào hiện tại và giảm bớt sự lo lắng về tương lai hoặc nuối tiếc về quá khứ. Tăng cường sự nhận thức, bằng cách tập trung vào hiện tại và loại bỏ sự chú ý đến bản thân, chúng ta có thể trải nghiệm môi trường xung quanh một cách sâu sắc hơn và hiểu rõ hơn về mọi thứ. Tạo ra một cảm giác kết nối sâu sắc, khi chúng ta không còn nhìn nhận mọi thứ từ góc độ của bản thân, mà thay vào đó là từ góc độ rộng lớn hơn của sự tồn tại toàn diện, chúng ta có thể cảm nhận được sự liên kết và kết nối với mọi sự vật và sinh linh xung quanh. Giải phóng từ sự ràng buộc của bản thân. Vô ngã giúp chúng ta nhận ra rằng bản thân là một phần của một sự tồn tại lớn hơn, giải phóng chúng ta từ sự gắn kết và ràng buộc của bản thân, đồng thời mở ra cơ hội cho sự tự do tinh thần. Tăng cường sự hài hòa và bình an, bằng cách trải nghiệm sự kết nối sâu sắc với mọi thứ và từ bỏ sự chú ý đến bản thân, chúng ta có thể tìm thấy sự bình an và hài hòa trong cuộc sống hàng ngày. Tăng khả năng chấp nhận và tha thứ, thực hành vô ngã giúp chúng ta nhìn nhận mọi tình huống và con người từ một góc độ nhân quả và không đánh giá xét, từ đó tạo ra sự lòng nhân ái và sự chấp nhận sâu sắc, giúp chúng ta dễ dàng hơn trong việc tha thứ và tiếp nhận những thay đổi trong cuộc sống. Tạo ra một cộng đồng hòa bình, bằng việc hiểu rõ rằng mọi người và mọi sự vật đều là một phần của một sự tồn tại toàn diện,
chúng ta có thể xây dựng một cộng đồng dựa trên sự hiểu biết, tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau, tạo ra một môi trường sống hòa bình và hài hòa hơn cho tất cả mọi người. Nâng cao sự đồng cảm và quan tâm, khi chúng ta không còn nhìn nhận mọi thứ từ góc độ của bản thân, mà thay vào đó là từ góc độ của sự tồn tại toàn diện, chúng ta có thể phát triển sự đồng cảm và quan tâm đến những người xung quanh một cách tự nhiên hơn. Bằng cách này, chúng ta có thể xây dựng một mạng lưới hỗ trợ và yêu thương mạnh mẽ hơn trong cộng đồng của chúng ta, tạo ra một ý nghĩa sâu sắc cho cuộc sống. Khi chúng ta không còn nhìn thấy mọi thứ chỉ từ góc độ của bản thân mà thay vào đó là từ góc độ rộng lớn hơn của sự tồn tại, chúng ta có thể thấy rằng cuộc sống không chỉ là về chúng ta mà còn là về một sự kết nối và ý nghĩa toàn diện hơn, giúp chúng ta cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc hơn về cuộc sống của mình. Trong cuộc sống hàng ngày, việc áp dụng trạng thái vô ngã mang lại nhiều lợi ích, từ sự giảm căng thẳng, tăng cường sự nhận thức đến việc tạo ra một cảm giác kết nối sâu sắc với môi trường xung quanh. Thực hành vô ngã không chỉ là một phương tiện để giảm bớt sự chú ý đến bản thân mà còn là một cách để trải nghiệm sự thống nhất và hài hòa với mọi sự vật. Chính những trải nghiệm này giúp cho cuộc sống trở nên giàu có hơn, ý nghĩa hơn và đem lại sự bình an và hạnh phúc đích thực. Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các bạn đã dành thời gian để xem video này. Đối với tôi, việc bạn ở đây và chia sẻ khoảnh khắc này là một phần quan trọng của hành trình của chúng ta. Việc có sự ủng hộ của các bạn không chỉ là nguồn động viên lớn mạnh mà còn là nguồn động viên để tôi tiếp tục sản xuất nội dung mới và cải thiện mỗi ngày. Nếu bạn đã thích video này, đừng quên bấm like và subscribe để không bỏ lỡ những video tiếp theo từ kênh của tôi. Hãy để lại nhận xét và ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Tôi luôn mong muốn được nghe ý kiến từ các bạn để có thể phát triển hơn. Một lần nữa, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ở đây và ủng hộ kênh của tôi. Hãy tiếp tục duy trì sự đam mê và niềm đam mê của riêng bạn trong cuộc sống. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Chúc mọi người một ngày tuyệt vời!